Cần Giờ đã có nhiều cái giá trị phát triển về du lịch như là du lịch rừng, du lịch trải nghiệm, du lịch giáo dục, du lịch huấn luyện và kể cả du lịch nghỉ dưỡng với cái hệ sinh thái của rừng và biển kết hợp. Happy to be there, and we like it very much. It's a very, very nature and special area. Môi trường về thành phố của mình rất là ô nhiễm. Thì mình xuống đây là mình cảm nhận được liền rồi cái không khí, rồi cây xanh xung quanh là mình thấy nó dễ chịu. Với cái ồn ào khói bụi của khu vực trung tâm thành phố, chỉ cần qua Phạm Bình Khánh thì du khách đã vào một cái vùng không gian tương đối xanh mát với thiên nhiên của rừng ngập mặn và nhiều cái giá trị về văn hóa và ẩm thực rất thú vị.